Cũng nhân kỷ niệm 40 năm tái thành lập quyền Bến Lức, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về thăm tặng quà Tết cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người dân khó khăn trên địa bàn quyền. Tham dự có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lộc An, Quyền Trang Trược, nguyên Bí thư tỉnh ủy Lộc An Phạm Thanh Phong đồng chí Trương Hòa Bình và các đơn vị tài trợ đã tặng trên 300 phần quà cho gia đình chính sách của ngành công an, mẹ chiếc đáp anh hùng lực lượng đồng cốt cơ sở và trẻ em bồ coi do dịch Covid-19 do công an quyện nhận hỗ trợ, mỗi phần trị giá 500.000 đồng và 200 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 400.000 đồng, đồng thời trao bản tượng trưng hai căn nhà tình thương cho hai hộ phụ nữ khó khăn tại xã Thạnh Lợi, mỗi căn 50 triệu đồng, tổng trị giá đợt tặng quà lần này hơn 334 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, nghĩa tình mà nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dành cho quê hương Bến Lức với mong muốn hỗ trợ cho các gia đình chính sách, lực lượng nòng cốt và người dân có hoàn cảnh khó khăn đón xuân mới quý mão 2023 vui tươi và đầm ấm.